Các em luôn hiểu tấm lòng của thầy cô. Thầy tin các em đã cảm nhận được rất nhiều tình yêu của thầy cô dành cho các em trong những tháng ngày dưới mái trường tươi đẹp này. Thầy muốn cảm ơn tất cả các em, cảm ơn sự có mặt của các em trong sự nghiệp trồng người của thầy cô. Bao năm qua, các em không chỉ là những đứa học trò ngoan ngoãn, hồn nhiên, vô tư, mà có lúc các em như những người bạn, luôn quan tâm, động viên thầy cô trước những khó khăn của công việc trong cuộc sống. Các em đã làm cho thầy cô thêm yêu nghề, làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn. Thầy cũng xin gửi lời cảm ơn tới bố mẹ các em, những người đã đưa các em đến đây, đã tin tưởng, trao gửi các em vào vòng tay của thầy cô. Đã cho thầy cô những học trò ngoan ngoãn, hiền lành, tình cảm, ham học và đầy trách nhiệm với mọi người. Sau ngày hôm nay thôi, tất cả sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm. Thầy biết các em không nỡ rời xa mái trường này, xa vòng tay của thầy cô, bè bạn, những bầu trời đang mở rộng đón các em. Các em bây giờ như những chú chim đã đủ lông đủ cánh, các em cần bay cao hơn, xa hơn để thực hiện những ước mơ, những khát vọng đã ấp ủ, đã nuôi dưỡng bao ngày tháng qua. Bầu trời rộng lớn kia sẽ chứa đựng vô vàn lý thú. Các em hãy tự tin để chinh phục và khám phá. Bầu trời kia cũng sẽ không thể không có những lúc phong ba, bão tố, nhưng bằng tất cả các nghị lực và sức mạnh của mình, các em hãy vượt qua. Và mai này, dù đi muôn phương, muôn nơi vạn nẻo, các em hãy nhớ về mái trường, trường trung học phổ thông Cửa Lò và tất cả các thầy cô luôn mở rộng vòng tay chào đón các em, tìm lại kỷ niệm. Trước mắt các em là kỳ thi đang tới rất gần, các em hãy nỗ lực hơn nữa để giành được kết quả cao nhất, để thỏa nỗi ước mơ và khát vọng. Thầy cô chờ tin vui từ tất cả các em. K26 yêu thương của thầy cô có bao nhiêu cũng không thể nói hết tình cảm, cảm xúc trong thời khắc này. Thầy xin mượn lời bài hát để gửi hết những lời yêu thương. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và tất cả các em học sinh đã lắng nghe. Các bạn học sinh K26 vừa lắng nghe những lời rất tâm tình của thầy giáo Nguyễn Hồng Hải, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Đáng ra thầy Nguyễn Hồng Hải sẽ còn một quyết định nữa để công bố tới các bạn, là công bố quyết định trưởng thành. Nhưng thầy giáo nói là thầy xúc động quá, không công bố được và ủy quyền cho thầy. Thì ngay sau đây, được sự ủy quyền, thầy xin công bố quyết định trưởng thành cho 407 học sinh trường Trung học phổ thông Cửa Lò. Và các bạn có thể thả những chùm bóng bay lên để thể hiện quyết tâm cho tương lai của mình. Bay cao, bay xa. 10 và 11 chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc mừng sự trưởng thành của các anh chị K26 trường Trung học phổ thông Cửa Lò. Xin cảm ơn thầy giáo Nguyễn Hồng Hải, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Cảm ơn những tràng pháo tay thật dài của các em học sinh khối 10 và khối 11. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, ngay giây phút này đây, K26 cũng có đôi lời muốn nói với mái trường, với thầy cô, với bạn bè và với các em khóa sau. Tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu em Nguyễn Huyền Thương đến từ chi đoàn 12D1.2 sẽ đại diện cho K26 có đôi lời phát biểu cảm nghĩ. Xin trân trọng kính mời em.
Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh, thưa các bạn học sinh thân mến, em là Nguyễn Huyền Thương, học sinh lớp 12D1.2 trường Trung học phổ thông Cửa Lò. Có lẽ đây là lần đầu tiên và là lần sau cùng em được giới thiệu mình như vậy, bởi chỉ sau lễ tổng kết và trưởng thành này, chúng em sẽ ra trường, trở thành cựu học sinh của ngôi trường Cửa Lò thân yêu. Đứng trên lễ đài phát biểu ngày hôm nay, em rất vinh dự khi đại diện cho các bạn học sinh khối 12K26 bày tỏ cảm nghĩ và gửi tới thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Thưa quý vị, một mùa hạ thực sự đã về với chúng ta. Đón hạ này, có người vui mừng, người háo hức chờ mong. Nhưng với những học sinh cuối cấp, mùa hạ năm nay sao nhớ thương, lưu luyến và bâng khuâng nhiều đến như thế. Người ta vẫn thường nói, thanh xuân của đời người hệt như một giấc mộng. Dù có ngắn ngủi, ta vẫn muốn được thêm một lần đắm chìm vào đó. Và vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí chúng ta là ký ức về những lần đầu gặp mặt, những bài giảng đầu tiên. Từ những giờ khắc ấy, cái cảm giác thân thuộc, gần gũi đã dần len lỏi và lớn lên trong trái tim của những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng và giàu tình cảm này. Từ những con người xa lạ, chúng em có cơ hội được quan tâm và yêu thương nhau, được sống trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ trong tình đoàn kết, biết vì nhau nhiều hơn. Vậy mà, giờ đây tất cả đã sắp chia xa. Chúng em chợt nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Thời cấp 3 đã hết, chúng em nuối tiếc. Chúng em ước ao được quay trở lại những ngày tháng hoa mộng, hồn nhiên, vô tư, được tắm mình trong cơn mưa mát lạnh của tuổi trẻ thêm một lần nữa. Và biết nói gì trong giây phút ngày đây, không gian, thời gian và hồn ta như hòa vào làm một. Thưa thầy cô kính mến của chúng em, trong buổi lễ long trọng này, cho phép em xin được gửi tới thầy cô lời tri ân và biết ơn chân thành nhất. Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Tất cả những con người ngày đêm miệt mài với sự nghiệp đẹp đẽ ấy chính là những kiến trúc sư vĩ đại đã dựng xây nhân cách, lối sống của thế hệ trẻ, tạo tiền đề cho bước tiến vững chắc của xã hội trong tương lai. Chính thầy cô là trái tim đan cô tỏa sáng, soi đường chỉ lối cho chúng em. Thầy cô đã giúp học trò hiểu được chính mình, cố gắng hoàn thiện bản thân và ngày càng trưởng thành. Chúng em không chỉ tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, mà còn giàu có thêm về tâm hồn. Thầy cô trường Trung học phổ thông Cửa Lò đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng em, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé nhỏ. Có những đêm thức trắng bên trang giáo án, có những ngày nắng gắt hay cơn mưa lành ảo ạt, thầy cô vẫn đến trường đều đặn, miệt mài để đem con chữ đến với đời. Thầy cô tiếp lửa cho chúng em thật nhiều, khiến cho chúng em thêm niềm tin mạnh mẽ vào tương lai và luôn thật vững bước trên chặng đường phía trước. Chính vì những lẽ đó, chúng em luôn dành cho thầy cô sự ngưỡng mộ, trân trọng và yêu quý nhất. Chúng em thực sự không biết nên lấy từ ngữ nào có thể đo được hết công lao, tình thương mà thầy cô đã dành cho những đứa con của mình. Trong giây phút trang trọng và thiêng liêng này, chúng em xin được một lần nữa cảm ơn thầy cô vì tất cả. Chúng em gửi lời xin lỗi cô thầy vì những điều không vui mà chúng em học trò bồng bột, giải khở đã gây ra. Dưới mái trường mến yêu này, chúng em nhận được rất nhiều và hơn thế. Chúng em học được cách cho đi, rồi hạnh phúc cứ thế đến gần hơn với chúng em từng ngày, từng ngày. Tháng năm dầu dài nắng mưa, con đỏ trí thức thầy đưa bao người, qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu xin tặng người thầy kính thương. Con đỏ mộc, mái đầu sương, mái theo ta khắp muôn phương vạn ngày. Khúc sông ấy vẫn còn đây, thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông. Thưa các bậc cha mẹ trường ta, các vị là những người có ơn sinh thành, dưỡng dục và đồng hành với chúng con trên mọi chặng đường. Trong buổi lễ đầy xúc động này, chúng con xin được gửi tới bố mẹ lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn vì đã cho chúng con được sống, được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp và tiếp bước thế hệ. Cảm ơn vì đã là gia đình của chúng con, là người thân của chúng con. Chúng con biết ơn bố mẹ rất nhiều. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các quý thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, thưa các bạn học sinh thân mến. Xa mái trường, thầy cô, bạn bè là điều khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy tiếc nuối nghẹn ngào. 3 năm, một quãng thời gian đủ để ta gần nhau, hiểu và quan tâm nhau nhiều hơn. Dù sau này có trở thành ai đi chăng nữa, thì tình cảm mà chúng em dành cho thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học phổ thông Cửa Lò này vẫn đẹp đẽ, vẹn nguyên như giây phút ban đầu. Thời gian không còn nhiều, dẫu biết sau này chúng ta sẽ có tất cả, nhưng chúng ta sẽ không có nhau của bây giờ.
đối diện với kỳ thi quan trọng nhất, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, chúng em biết trách nhiệm mà chúng em đang mang trên mình. Ở đó có ước mơ của chúng em, sự kỳ vọng của thầy cô và cả một niềm mong mỏi lớn của bố mẹ. Chúng em sẽ làm tốt nhất có thể, nỗ lực hết mình để không phụ công lao của Đấng sinh thành và thầy cô dạy dỗ hơn. K26 ơi, bạn và tôi hãy cố gắng và quyết tâm thật nhiều nhé. Cuối cùng, chúng em xin được gửi lời chào tạm biệt đến thầy cô, đến mái trường thân yêu. Chúc các em lớp 10, 11 của trường ta luôn hạnh phúc và trân trọng những tháng ngày được ở cạnh nhau. Chúc một mùa thi thắng lợi, thầy cô luôn vui khỏe, gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp trong người cao cả. Chúc trường Trung học Phổ thông Cửa Lò ngày càng phát triển, mãi luôn là niềm tự hào của mọi thế hệ học sinh chúng em. Em xin cảm ơn. Xin được cảm ơn học sinh Nguyễn Huyền Thương đến từ 12D1.2 đã thay lời cho K26 gửi tới thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh khối 10 cũng như khối 11. Và trong không khí của buổi lễ hôm nay, học sinh K26 của nhà trường cũng có những món quà và những lãng hoa để gửi tới tập thể sư phạm nhà trường. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy giáo Nguyễn Đông Hải, Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Tuấn Anh, phó hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Lê Văn Hoàng, phó hiệu trưởng nhà trường và thầy giáo Đặng Công Huân, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ thay mặt cho tập thể sư phạm nhà trường lên nhận những món quà từ học sinh khối 12 của nhà trường. Xin được kính mời lên sân khấu lớp trưởng của lớp 12A1.1, lớp trưởng của lớp 12D1.1 và lớp trưởng của lớp 12D2.1 sẽ đại diện cho K26 lên để tặng quà và tặng hoa cho nhà trường. Xin được kính mời. Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo, trân trọng kính mời các bạn lớp trưởng của các lớp, các bạn tiến lên để thay mặt K26 tặng hoa và tặng quà cho nhà trường. Xin mời lớp trưởng của 12A1.1, 12D1.1 và 12D2.1. Đại diện lớp trưởng của 12D1.2 thay cho 12D1.1, 12D1.2 đâu. Dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm của K26 đã dành tới nhà trường. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và cảm ơn các em học sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh, kỳ thi cuối cùng của đời học sinh của K26 chỉ còn được đếm ngược bằng ngày. Ai trong chúng ta cũng bồi hồi xúc động cho những giây phút chia xa. Nhưng mái trường Trung học Phổ thông Cửa Lò thân yêu, thầy cô giáo luôn yêu mến và cầu mong những điều tốt đẹp nhất
đến với các em và bao thế hệ học trò. Xin tạm biệt K26 và hẹn gặp các em trên những nụ cười trở lại. Chúc K26 luôn thành công rực rỡ. Đến đây xin được tuyên bố bế mạc lễ tri ân và trưởng thành cho K26. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh, đặc biệt là K26, đủ sức khỏe và sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Tiếp theo thầy Thanh có căn dặn học sinh. Xin mời thầy cô chúng ta nghỉ, các bạn học sinh nán lại để thầy Thanh có những điều căn dặn. Mời thầy cô chúng ta có thể nghỉ, học sinh chúng ta ngồi xuống, thầy dặn một vài điều. Thứ nhất là rất buồn vì thức cuộc sinh trường chúng ta sẽ...